Thưa quý vị, mùa nắng nóng năm nay trên địa bàn Đà Nẵng kéo dài với biên độ nhiệt khá rộng, đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy rừng phải luôn được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Tuy nhiên, với mỗi cấp dự báo cháy rừng và điều kiện thực tế của từng địa phương sẽ tương ứng các phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp để ngăn chặn hiệu quả các điểm phát lửa trên diện rộng. Theo quy định hiện nay, cấp dự báo cháy rừng sẽ gồm 5 cấp độ, từ cấp 1, cấp thấp, ít có khả năng cháy rừng cho đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng. Mùa nắng nóng này, Đà Nẵng thường xuyên duy trì mức cảnh báo cháy rừng ở cấp độ 4. Mặc dù chưa phải cấp cảnh báo cao nhất, tuy nhiên ở cấp độ này cũng cần phải lưu ý một số vấn đề khi triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là không được đốt thực bì. Khi mà đốt thực bì dễ lan ra những cháy rừng, mà cháy những cái khu vực mà giáp ranh giữa rừng trồng và rừng phòng hộ và rừng đặc dụng là rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyến cáo là không để các địa phương là không để cho người dân đốt rừng trong cái thời điểm như thế này. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cho chủ rừng và người dân sống gần khu vực rừng cũng là giải pháp then chốt để làm giảm nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là khi mức độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn luôn duy trì từ cấp 3 trở lên. Bởi vì tuyên truyền ở từ huyện về xã đến thôn thì chính quyền địa phương ở thôn vẫn coi như cổ động và coi như là bố cho coi như toàn bộ coi như là nhân dân coi như có cái trách nhiệm cao về coi như phòng cháy chữa cháy rừng, không để ảnh hưởng đến người khác và coi như của xã. Đó là một vấn đề chính. Nhưng mà đó bản thân tôi thì cũng có, thật ra cũng có một số rừng, nhưng mà coi như là khi mà thoát hay là không gì cũng phải bố kiểm lâm trực tiếp lên kiểm tra cụ thể chưa cho đốt. Đó là một cái trách nhiệm của người dân mình rồi. Với mỗi địa bàn có rừng, tùy theo đặc điểm địa hình sẽ có một phương án cụ thể để ngăn chặn hiệu quả các điểm phát lửa. Điển hình như tại huyện Hòa Vang, với diện tích rừng lớn nằm rải rác ở 11 xã, thì việc triển khai các điểm chốt chặn kiểm soát là giải pháp mang tính hiệu quả cao. Canh gác là chốt chặn lưu động, gọi là lưu động trên các cái khu vực mà dễ cháy, và ở những cái điểm mà dễ quan sát khi có cháy rừng xảy ra thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương và kiểm lâm đã triển khai lực lượng 4 tại chỗ để dập tắt kịp thời. Năm nay có thể nói là một trong những năm nắng nóng nhất của Đà Nẵng. Tuy nhiên, với việc triển khai hiệu quả các phương án phòng chống cháy rừng cùng sự chung tay của cộng đồng xã hội, các đơn vị và người dân, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố hiện vẫn được đảm bảo an toàn và giữ vững.